Hello và xin chào tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui khi gặp mọi người trong video này. Và anh em có thể thấy rằng trên hình của tôi đã có cho mình đó một con Sako cầm một cái lưỡi kiếm tử thần cộng với cả một lưỡi kiếm sơ giáp gai rồi. Game này thì tôi đang có ý định chơi hắc tinh mọi người nhá. Đang có ý định chơi hắc tinh. Ok, round 3.3 rồi. Chúng ta còn một round nữa sẽ gọi là được đi chợ. Ông này thì đang có cho mình con say ra cầm một cung xanh cộng với BF à, cũng khá là gắt. Rồi, ok, có vẻ clear một cách nhẹ nhàng rồi. Đi luôn đi ông. Ui, khỏe quá nhở. Một phát cái Lin này bắn phát chết luôn con Sako của chúng ta. Mình sẽ lấy một trang bị, đó chính là bây giờ anh em lấy hết rồi thì lấy kiểu BF đi. Lấy BF đi. À, thôi. Ok, thôi lấy cái lắp lưới đi mọi người, lắp lưới đi. Khả năng mình sẽ làm một cái gì đó thú vị hơn đi, kiểu Modicer 3 giáp gai đi. Mình tính làm Sako 3 huyết 3 lưỡi kiếm tử thần, nhưng mà mình chợt nhớ rằng là video đấy mình đã có rồi. Mình đã có video về Sako 3 lưỡi kiếm tử thần rồi. Vậy nên mình sẽ chuyển sang đó chính là chơi Modder đi, 3 giáp gai để xem nó khỏe thế nào ạ. Ok, vào game rồi. Gì đây? Sako à? Sako, rất nhiều Sako mọi người nhá. Khởi điểm chúng ta thì mới round gọi là 3.5 thôi, nhưng mà chúng ta là Sako 2 rồi. Thêm gọi là 4 cái Sako rồi. Thêm Sako đây 5 con mọi người nhá. Có 5 con rồi đó. Ok, cho luôn Mordekaiser cái giáp gai này, giáp lưới này. Thì đội hình anh em biết rồi, đó chính là đội hình bây giờ hắc tinh thì đi với kiểu hộ vệ vũ trụ là mạnh nhất nhá. Hắc tinh đến với thể hộ vệ vũ trụ là mạnh nhất. Best của best luôn. Ui, ông này thì kiếm khách à? 4, 6, 5 kiếm khách rồi. Ông này đang thiếu một con Ire nữa. Là đủ Ire hoặc Riven nữa là đủ combo 6 kiếm khách. Có vẻ mình sẽ thua sớm thôi. Đội hình của mình hơi yếu, nó kiểu... Ui, Sako kìa anh em. Không ngờ Sako làm phát comeback cực mạnh ạ. Ok, có vẻ win rồi. Sako nữa là một con kiểu luôn luôn tạo những cái tình thế lật ngược. Đúng như kiểu một con chất tướng binh qua chơi mọi người nhá. Có nghĩa là nó sẽ gọi là lật ngược tình thế bất cứ lúc nào. Ok luôn. Cho cú công mà lấy một chút tiên phong đấy, 4 tiên phong và 2 hắc tinh. Nếu mà bỏ 4 tiên phong thì chúng ta thiếu một chút gọi là khả năng hồi máu của hữu hệ vũ trụ. Ok, Sako còn có vẻ những cái đội hình hắc tinh chúng ta đang gọi là một đội hình gọi là clear toàn bộ map rồi. Gặp ông nào thì cứ cổ ông đấy luôn. Không sợ bất cứ bố con thằng nào cả. 77 máu rồi. Để xem round này chúng ta có thìa thiếc gì không. Nhưng mà tôi đang cần chính là giáp lưới cơ. Bây giờ cho tôi giáp lưới còn quý hơn cả thìa. Bởi vì đang làm combo đó chính là Mordekaiser cộng cái kiểu ba giáp gai mà, nên là càng giáp lưới càng nhiều thì càng tốt ạ, càng thú vị bấy nhiêu. Chứ thì bây giờ ra thì cũng chẳng làm gì được cả. Có một ông thì bảo mình làm về Mordekaiser hậu vệ, nhưng mà thực sự thì video đấy thì rất là nhiều anh em của mình đã làm rồi. Ok này, có thìa mọi người này, có thìa luôn ạ. Có thìa và hai cái các cái đấu tập, có thìa và hai cái tay đấu tập. Ok luôn này, Rakan 2. Bây giờ mình đang băn khoăn là có nên lắp cái vũ trụ hộ vệ không đây, làm của hộ vệ đây. Sako hộ vệ thì mình đã từng làm rồi, mình làm rất nhiều về các Sako hộ vệ rồi, anh em có thể quay lại video xem. Modder hộ vệ thì mình chưa làm thật, mình chưa làm, nhưng mà mấy anh em của mình làm rồi, những Bilsagi hoặc là Cường Gelly nó làm hết rồi. Ui, ông này cũng chưa nổi loạn à.
chơi đảo loạn mà ông này để ở vị trí cái này là hơi ngốc rồi. Sako cho cưỡi cổ thần thằng mọi người ạ, quá mạnh. Sako 2 sao nhưng mà cầm mình lưỡi kiếm người thần trong bị quá mạnh. Rồi ok ok, có Kama này. Kama này mọi người ơi, mình sẽ chơi hắc tinh luôn đi nhờ. Kama này. Bây giờ mà làm kiểu Rakan hắc tinh nhân tạo thì cũng được. Cũng có một chút thú vị đấy. Ủa dồi, hôm nay mod đôi cái Darius mọi người ạ. Ôi Darius đồ kiểu trang bị kìa. Ôi hai cái mộc thạch. Chắc ông tính lắp thêm một cái gọi là cái Ủa vãi chưởng. Lắp thêm cái vụ cực kiếm đấy mọi người ạ. Ông tính lắp thêm vụ cực kiếm ấy, hoặc là ông này lắp cho một cái gọi là cái hút máu nhân, cái hút máu phép ấy, cái kiếm súng hectic ấy, thì tốt thật các bạn chứ. Nó gõ phát nào thì chết phát đấy, mà không phải chỉ chết đâu mà còn hồi máu nữa cơ. Sợ chưa? Ui, chúng ta Kama 2 sao này, giờ hit này. Ok, chúng ta làm kiểu hắc tinh nhân tạo nhá. Rồi ok, 4 này. Thiếu một con hắc tinh đâu nhỉ? À ok, 6 hắc tinh đó mọi người nhá. Bây giờ thì đều nếu mà khôi đồ này mình cho Bobby đi. Ok. Làm Bobby hắc tinh có vẻ thú vị đấy anh em nhá. Bobby hắc tinh không phải là dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa đâu mọi người nhá. Dạng rộng ra đấy. Ồ, cái lốc à? Lốc luôn Sako của chúng tôi à? Kinh thế nhở? Bên trận tử đấy. Bobby có cân nổi không ông ơi? Để xem sự tin tưởng của tôi dành cho ông có một là cái gì được không? Ok, có vẻ châu chó phết đấy. Có vẻ biết là biết đấm nhau phết đấy ông Bobby ạ. Khỏe phết. Ok, đừng không làm tôi thất vọng rồi. Tiếp tục, chúng gặp ai đây? Đó chính là những trang bị anh em ạ. Tôi đang gọi là thích cái giáp lưới trên người con Victor kìa mọi người. Đang rất cực kỳ thích nó luôn đấy. Nếu như mà ông nào nhường cho tôi cái giáp lưới của Victor thì tôi yêu đấy luôn. Yêu luôn. Ok, có vẻ anh em nhường rồi. Anh em có vẻ không ưa cái giáp lưới cho lắm. Anh em thích những món trang bị về sát thiên và sát thương hơn. Ok, thanh. Cảm ơn nhiều. Ok, có luôn rồi. Ui, Sako ba. Thực sự mà nói thì game quá easy anh em ạ. Level 6 mà Sako 3 sao này thì easy đúng không anh em? Có easy không hay là gọi là hơi chai hát nhở? 3 sao này, ui. Tại bố đứt thêm một con Sako lẻ nữa chứ, sợ thật. Bây giờ chủ yếu mình run để kiếm mấy thôi, kiếm nhẹ thằng Bobby 3 sao đây. Có vẻ không thấy rồi, mình sẽ đợi đợt round tiếp, mình sẽ run tiếp nhá. Mình có Bobby, hai giáp gai và một cái chất đi tinh hắc tinh. Thì lâu lắm rồi anh em có thể chưa nhìn thấy con hắc tinh quẩy đúng không ạ, con Bobby quẩy đúng không ạ. Thì hôm nay mình sẽ làm đi, làm con Bobby quẩy cho anh em xem thế nào. Xem khi Bobby kết hợp với hắc tinh nó có khỏe không. Đây này, mấy ông này còn Sako mà mình cực kỳ đỏ luôn anh em ạ, đỏ vãi trưởng luôn. Ôi, có vẻ Shinora khỏe anh em ạ, căng căng căng.
Úi dồi ôi, bí nó ném như này thì đỡ thế nào ạ? Tí mình sẽ để con Sako ở vị trí thằng Sinra nhá. Mục tiêu đấy là cần phải nhắm tới. Nhưng có vẻ ông Sako của chúng ta rất là lì lợm. À nhầm, Bobby anh em ạ, Bobby lì lợm quá, nó không ra luôn ạ. Ok, không ra thôi, mình sẽ ron tiếp. Càng không ra càng ron mọi người ạ. Càng ly càng phải ron. Ron khi nào nó hết ly thì thôi, mà chấp nhận gọi là nôn ra thì thôi. Ok, Sako này, Kama chuẩn bị bốc 3 sao mọi người nhá. Kama chuẩn bị bốc 3 sao này. Ui, lại Sako nữa à? Game đùa tôi à game? Không, mình thích mình làm quả Kama 3 sao cũng được mọi người ạ. Kama 3 sao cầm với cả giáp gai cũng ổn đấy. Kama 3 sao cầm giáp gai cũng ổn đấy. Này Kama này. Ok, cả năm mình làm cầm Kama các 3 sao mọi người nhá. Bây giờ ok mọi người này, mình sẽ làm Kama 3 sao cho anh em xem nhá. Kama 3 sao full tăng. Ôi, thằng này này, thằng đạt ớt này này, mới mệt mỏi này. Một mạng, hai mạng. À, ok ok. Đi rồi. Có vẻ nhẹ nhàng quá nhở. Ok, tôi sẽ cho thêm cái hệ này vào. Mình sẽ cầm gậy lốc người nhá. Mình sẽ cầm gậy lốc để có thể lốc được đối thủ lên. Không phải đối thủ, để đối thủ tự mãn như vậy được. Gậy lốc này mình sẽ cho ông Phượng này đi. Còn này mình sẽ cho này. Ok. Không thể để đối thủ tự mãn như vậy được, mình sẽ khiến đối thủ phải khó chịu chứ. Rồi, ông Radot gặp rồi nha. Ông này thì chưa này, anh hùng núp à, Master Z 3 sao, Kim Băng. Vã ra phát. Mình sẽ làm quả Kama 3 lắp gai cũng ổn đấy anh em ạ, cũng thú vị đấy. Nhưng mà để Kama có thể quẩy được thì cần nhiều yếu tố lắm mọi người ạ. Cần rất là nhiều yếu tố để Kama có thể quẩy được mọi người nhá. Đó chính là phải thiên thời địa lợi nhân hòa thì mới quẩy được. Oh my god. Gì đấy, binh cái gì đấy, binh cái gì đấy. À, chả đa đớt để binh. Ok, anh em yên tâm. Tí tôi sẽ clear ông đa đớt này anh em xem. Master Z này. Bỏ lấy mút cho ấy đi. Ok luôn rồi, gặp cụ này à. Cụ này ok, ông Sinra. Lúc nãy thôi, gọi là một lần duy nhất thôi, không lần thứ hai đâu bạn ạ. Bạn quẩy giùm tôi cái. Sako chúng ta quá khỏe anh em ạ. Sako 3 sao cầm trang bị kìa. Lưỡi kiếm tuyệt thần cộng với cả cung xanh thì đúng là bá đạo quá rồi. Hy vọng nha anh em, hy vọng ra đi chợ là nhặt được cái giáp gai nhá, áo choàng gai nhá. Rồi áo choàng gai, nhặt áo choàng gai đúng là binh luôn. Combo 3 áo choàng gai mọi người. Ui, gì đây? Này, nó ra rất là nhiều trang bị đúng không, nhưng mà không ra cái hắc tinh mọi người ạ. Nó không ra hắc tinh nha, toàn ra gì đâu không ạ. Bây giờ mình thích làm cổ Kama hộ vệ cũng được. Nhưng mà thôi, mình sẽ làm Kama full tăng đi. Làm cái quyền năng khổng lồ cũng được, cho nó trâu chó luôn, to đùng. Có nên không nhỏ anh em, có nên không hay là đợi dừng giáp gai nữa. Combo 3 giáp gai cho nó trọn vẹn. Thôi ok, làm quả quyền năng đi nhá.
Bây giờ cọc cần năng thì bây giờ như này mình sẽ test thử một game đi. Không, từ từ, không test được, căng lắm. Game căng lắm. Test là toan ngay đấy. Bây giờ thì có vẻ như có một ông chết rồi. Thì bây giờ khả năng mình sẽ return gặp lại ông này đấy mọi người. Return gặp thằng Darius này này. Đúng luôn ạ, hên quá. Mình mà không nhanh tay thì quả này bị thằng này nó vả phát nữa rồi. Quên mất, trời ơi, đáng lẽ mình phải để thằng ba này nó nằm ở phía trên này này. Thì đa đớt nó mới bổ được mọi người ạ. Đúng rồi, bổ. Đúng rồi, đúng rồi ấy. Mình đúng thứ mình cần đấy, chính xác. Bút. Ok anh em nhá. Quẩy này anh em, nhờ gì Kama quẩy nhá. Tôi đã bao giờ rồi anh em bao giờ chưa? À. À. Ôi. Ok luôn. Darius đã có cách trị rồi mọi người nhá. Darius đã có cách trị đấy, trị thằng Darius rồi. Bây giờ Master Z này, Master Z này thì mình nghĩ là đơn giản thôi. Cũng đơn giản thôi, đơn giản như đang dở thôi. Mình sẽ không cần đâu, không cần giờ hiên 2 sao đâu mọi người nhá. Mình bởi giờ hiên chỉ để boost thôi. Boost tương tác thôi, boost tương tác cho Kama thôi chứ chẳng cần quan trọng gì nó đâu. À, lại gặp lại bạn Sinora của chúng ta à? Anh chỉ muốn chúng ta tương tác mà anh lại muốn chúng ta vào vai. À ok rồi, không ổn rồi. Có vẻ như kiểu lần này mọi chuyện à. Ai chả. Đúng rồi. Mà hy vọng là con G4 chết trước nha. Rồi ok anh em thấy quẩy tiếp này. Ấy dạ, đơn giản đâu. Vui lắm. Đi luôn. À chưa đi à. 59367. Không hiểu tên con ấy có ý nghĩa như nào. 9367 à. Ok. Kama hả? Kama full tăng bạn ơi. Bạn can ạ. À? Kama tôi full tăng mà. Bạn làm gì được Kama của tôi. Cho xin cái tuổi. Cho xin cái tuổi nhá. Ok. Ở file hồi nãy thì anh em đã thấy được là cái khả năng chúng ta có thể trị được ông Darius đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ trị tiếp nhá. Chúng ta nãy giờ chưa gặp Master Z mọi người ạ. Nãy giờ chưa gặp Master Z này. Master Z này chúng ta chưa gặp. Thì ôi Fiora anh em căng nhá. Fiora cầm sâu Zin này không phải đơn giản đâu. Fiora cầm sâu Zin này không phải đơn giản đâu nhá. Chúng ta khá là khó đấy, khá là khó chịu đấy. Bây giờ ok mình lock Master Z lên rồi này. Lock Master Z lên và để ở vị trí con Sako bắt ông Saiya nhá. Ôi, tôi nói anh em rồi mà, không phải đơn giản đâu. Thấy chưa? À này, cầm gì khổng lồ với cả tim băng này, khó chịu vãi trưởng luôn. Bây giờ mình đang có hai bí ẩn, mọi người, hai bí ẩn. Bây giờ mình muốn thêm một cái gì nữa nhỉ? Kama này, bây giờ mình thêm cái gì nữa cho vào sẽ giúp cho Kama chúng ta khỏe hơn nhỉ? Rồi lên cấp đi. Ugot. Rồi hin. Ô chết rồi. Ô chết tôi rồi. Ông đạt ớt. À lại gặp tiếp này anh em. Quái gì vậy? Ok cho này luôn chứ gì nữa. Không có để bạn này tự mãn được. Tự mãn lần nhất thôi, không có tự mãn lần thứ hai đâu bạn ạ. Lần này thì chúng ta đã có thêm hệ vũ trụ ấy, có khả năng hút máu rồi nên là không phải lo nữa. Ui rồi đi luôn ạ. Ui rồi Sako kìa. Sako nó đưa vài đường cơ bản đi luôn anh em ạ.
xe rác này mọi người, có xe rác này. Có xe rác này nhưng mà bây giờ thì Bobby 3 sao này anh em. Nó cũng lốc, tính lốc Kama của mình anh em ạ. Thằng này nó tính cấp lốc Kama của mình. Ủa nó hai lốc à? Thôi căng rồi, căng rồi. Mình không để ý mọi người ạ, để không để ý nó hai lốc luôn ạ. Hay quá. Đúng rồi, boost bắn thân mình rồi. Ok anh em, cần tiếp nha. Ôi cái gì vậy? Trời ơi Kama, Kama, ông bị sao vậy? Trời cái quái gì vậy ông Kama? Ông vừa làm cái điều ngu ngốc gì vậy? Hôm nãy mình không để ý mọi người ạ. Ông ấy ông thằng cha nó cầm thẳng hai cái gậy lốc luôn, mình không để ý. Nên toang. Mình sắp xếp sao ấy để cho những con này chết sớm càng tốt nhá. Bây giờ mình bỏ nó đi. Đây như này đi. Quỷ thư này. Bây giờ thì mình sẽ sắp xếp làm sao cho những con này chết sớm nhất có thể. Đấy như này, Kama ở góc em hiểu không? Kama ở góc như này ấy, thì những con này sẽ dồn đam chết trước và con Kama sẽ chết cuối cùng mọi người ạ. Đấy ok ok, tuyệt vời, đúng rồi, đúng rồi. Đấy anh em thấy không ạ? Đó, nó sự tính toán. Ngu à? Ok ngu. Ok tôi ngu này. Tôi ngu thật mà bạn ơi, mình có bảo mình khôn đâu. Ê. Cày lắm anh em ạ, ông này cày lắm ở đây. Ủa nhưng mà khoan đã, khoan đã. Cái gì vậy? What the fuck? Ok anh em xem video cảm thấy thú vị ủng hộ mình đăng ký kênh mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Hoang quá. Bye bye mọi người.